Vịnh Bengal nằm ở trung tâm Nam Á và Đông Nam Á. Đây là một khu vực địa lý cực kỳ chiến lược. Nó ảnh hưởng đến khu vực không giáp biển ở miền Nam Trung Quốc, cũng như các cảng biển lớn của Bangladesh và Ấn Độ. Khu vực Bengal nằm ở vùng lõi trung tâm của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mà chúng ta đều biết rằng, Ấn Độ-Thái Bình Dương đang chính là sân khấu lớn của các cường quốc. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những cạnh tranh địa chính trị căng thẳng tại nơi đây. Ấn Độ biến vịnh Bengal thành bệ phóng hạt nhân. Đây là tiêu đề của bài báo được đăng tải trên Asia Times. Theo đó, Ấn Độ đang xây dựng một căn cứ tàu ngầm ở vịnh Bengal. Khi hoàn thành sẽ cung cấp nơi trú ẩn cho lực lượng răn đe hạt nhân trên biển chống lại Pakistan và Trung Quốc. Trong tháng này, cơ quan nghiên cứu quốc phòng Ấn Độ IDRW đưa tin rằng dự án Vashta đầy tham vọng của Ấn Độ, một căn cứ hải quân rộng 1.680 mẫu Anh, đang nhanh chóng hình thành ở bờ biển phía đông tại Rambili. Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy sự mở rộng nhanh chóng, cho thấy dự án đang trên đà hoàn thành trong khung thời gian được chỉ định. Dự án Vashta là căn cứ hải quân chiến lược được thiết kế để chứa hơn 12 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân SSBN. Đặc điểm nổi bật nhất của nó là một khu phức hợp ngầm rộng lớn được tiết lộ bởi hình ảnh vệ tinh, bao gồm các đường hầm có thể được dùng làm chuồng tàu ngầm. Khu bảo tồn dưới lòng đất của căn cứ hứa hẹn sẽ bảo vệ SSBN của Ấn Độ khỏi các mối đe dọa từ trên không và những hoạt động theo dõi tình báo, đồng thời cung cấp các cơ sở hỗ trợ thiết yếu cho kỹ thuật hạt nhân. Trên mặt đất, việc xây dựng các cầu tàu cho thấy khả năng tiếp nhận nhiều loại tàu mặt nước, nâng cao tính linh hoạt trong hoạt động của căn cứ. Vị trí của dự án Vashta mang lại lợi thế chiến lược bằng cách định vị hải quân Ấn Độ gần hơn với các tuyến đường vận chuyển quan trọng của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Khoảng cách này cho phép phản ứng nhanh chóng trước các mối đe dọa trong khu vực và tạo điều kiện hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Nguyên tử Bahar, BARC, cơ quan hạt nhân của Ấn Độ. Để hiểu đầy đủ hơn về ý nghĩa của hành động của Ấn Độ, chúng ta cần hiểu được ý nghĩa địa chính trị của vịnh này. Vịnh Bengal, miếng mồi ngon của nhiều cường quốc. Vịnh Bengal có tầm quan trọng địa chiến lược đáng kể do có chức năng là cửa ngõ hàng hải quan trọng, nguồn năng lượng dồi dào và nằm ở giao điểm của các tuyến đường vận chuyển quan trọng như tuyến đường hàng hải Ấn Độ Dương IOR và sáng kiến vành đai và con đường BRI của Trung Quốc. Nhìn trên bản đồ, chúng ta sẽ thấy rằng vịnh Bengal nằm giữa Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar và vùng biển Andaman và Nicobar của Ấn Độ. Điều này làm cho nó trở thành một giao điểm quan trọng cho các tuyến đường hàng hải nối liền Đông Á, Đông Nam Á với Trung Đông và châu Âu. Vịnh Bengal đóng vai trò là cửa ngõ vào Đông Nam Á, đặc biệt là đối với các nước như Myanmar và Thái Lan. Từ Ấn Độ và các quốc gia khác ở Nam Á, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và vận chuyển hàng hóa trong khu vực. Một điểm cực kỳ quan trọng là nó còn có lợi ích quân sự và chiến lược. Điển hình nhất là vịnh Bengal có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát Biển Đông và Ấn Độ Dương. Các cường quốc như Ấn Độ, Trung Quốc và Hoa Kỳ đều có lợi ích chiến lược trong việc đảm bảo an ninh và tự do hàng hải tại khu vực này. Việc duy trì một sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở vịnh Bengal giúp các cường quốc giám sát và kiểm soát các tuyến đường hàng hải quan trọng, cũng như đảm bảo an ninh cho các hoạt động kinh tế và quân sự trong khu vực. Mặt khác thì vịnh Bengal cũng là nơi mà các cường quốc có thể triển khai các hoạt động quân sự nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh, bao gồm cướp biển, khủng bố hàng hải với các hoạt động bất hợp pháp khác. Điều này đòi hỏi sự hợp tác quốc tế và sự hiện diện thường xuyên của các lực lượng hải quân. Hoa Kỳ đã từng tìm cách mở rộng sự hiện diện của mình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Họ tin rằng việc có một căn cứ hải quân ở vịnh Bengal sẽ tăng cường khả năng triển khai sức mạnh và duy trì khả năng răn đe. Mặt khác, Trung Quốc muốn thành lập một căn cứ hải quân để củng cố sự hiện diện quân sự trong khu vực và giành được chỗ đứng chiến lược ở Ấn Độ Dương. Còn Ấn Độ là một cường quốc khu vực có ảnh hưởng nhất trong khu vực, mong muốn bảo vệ lợi ích của mình và ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng. Nhật Bản cũng có quyền lợi ở vịnh Bengal để thiết lập một căn cứ hải quân nhằm phô trương sức mạnh và bảo vệ lợi ích của mình. Nói như vậy để thấy rằng các cường quốc đều muốn có chỗ đứng của mình ở đây, và ai có thể cắm chốt ở đây thì người đó chiếm lợi thế.
Trong cuộc chơi này, Ấn Độ nổi bật lên với tư cách là quốc gia lớn nhất giáp vịnh Bengal, nắm giữ những lợi ích chiến lược quan trọng. Bảo vệ các tuyến đường vận chuyển trong khu vực là rất quan trọng đối với sự thịnh vượng kinh tế và thương mại của Ấn Độ. Ngoài ra, việc bảo vệ trữ lượng dầu khí trong vịnh đảm bảo an ninh năng lượng, một khía cạnh quan trọng trong sự phát triển của Ấn Độ. Hơn nữa, việc chống lại sự lây lan của chủ nghĩa khủng bố là mối quan tâm chung của các chủ thể toàn cầu, vì sự ổn định ở vịnh Bengal là điều cần thiết cho an ninh khu vực. Đó là lý do cho thấy Ấn Độ đã tập trung vào dự án căn cứ hải quân có trang bị hạt nhân ở đây, cũng là cách để bảo vệ lợi ích của mình và mang tính phòng thủ cho sự trỗi dậy của Trung Quốc và nhu cầu hợp tác khu vực. Tăng cường sự hiện diện hải quân, phát triển cơ sở hạ tầng hàng hải, hợp tác với các quốc gia ven biển khác và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực là một trong những sáng kiến mà Ấn Độ đang nhấn mạnh để đảm bảo lợi ích của mình ở vịnh Bengal. Như chúng ta đã biết, Trung Quốc, một cường quốc đang lên, đã mở rộng sự hiện diện kinh tế và quân sự ở vịnh Bengal vì nhiều lý do. Trung Quốc coi vịnh Bengal là một phần quan trọng trong sáng kiến vành đai và con đường BRI và con đường tơ lụa trên biển. Việc kiểm soát và đảm bảo an ninh tại vịnh Bengal giúp Trung Quốc bảo vệ các tuyến đường vận chuyển năng lượng và hàng hóa từ Trung Đông và châu Phi về nước, đạt được quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên của khu vực, đặc biệt là trữ lượng dầu khí, có ý nghĩa to lớn đối với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Trung Quốc. Hơn nữa, việc mở rộng ảnh hưởng của mình tới Ấn Độ Dương phù hợp với tham vọng địa chính trị rộng lớn hơn của Trung Quốc. Nếu nói về lợi ích thì Hoa Kỳ đang đảm bảo lợi ích của mình ở vịnh Bengal và các quốc gia ven biển thông qua các biện pháp như hợp tác quân sự, hợp tác kinh tế và ngoại giao. Mỹ đang xây dựng các bước đi để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực bằng cách xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các đồng minh trong khu vực, tăng cường sự hiện diện quân sự của mình và hợp tác với các nước khác để thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nhật Bản, một cường quốc kinh tế, có chung lợi ích ở vịnh Bengal, bảo vệ các tuyến đường vận chuyển, bảo vệ lợi ích năng lượng và ngăn chặn khủng bố phù hợp với các mục tiêu của Nhật Bản trong việc đảm bảo ổn định kinh tế và an ninh quốc gia. Nhật Bản đang tích cực tham gia vì lợi ích của mình ở vịnh Bengal thông qua các sáng kiến như xây dựng sự hiện diện hải quân, cung cấp hỗ trợ an ninh, thúc đẩy hợp tác kinh tế và tham gia ngoại giao. Bên cạnh đó còn có Nga, với tư cách là một cường quốc lớn trong khu vực, cũng nhận thức được tầm quan trọng chiến lược của vịnh Bengal, đảm bảo các tuyến đường vận chuyển và bảo vệ lợi ích năng lượng là mối quan tâm đáng kể của Nga vì chúng góp phần duy trì các mối quan hệ kinh tế và ảnh hưởng trong khu vực. Nga đang đảm bảo lợi ích của chính mình ở vịnh Bengal thông qua các biện pháp như hợp tác quân sự, hợp tác kinh tế và ngoại giao. Nga cũng đang nỗ lực chống lại ảnh hưởng của các cường quốc khác trong khu vực. Các tác nhân toàn cầu thực hiện nhiều sáng kiến chiến lược khác nhau chống lại Bangladesh mà qua đó họ có thể phát huy ảnh hưởng. Thương mại và đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng. Bằng cách tham gia thương mại và đầu tư vào nền kinh tế Bangladesh, những chủ thể này có thể nâng cao lợi ích kinh tế của mình, đồng thời đóng góp cho sự phát triển của Bangladesh. Hỗ trợ phát triển là một con đường khác mà qua đó các chủ thể toàn cầu có thể phát huy ảnh hưởng. Bằng cách hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, họ có thể củng cố năng lực của Bangladesh và nâng cao phúc lợi kinh tế, xã hội của nước này. Hơn nữa, hợp tác an ninh là một khía cạnh thiết yếu trong hợp tác với Bangladesh. Hợp tác với Bangladesh về các vấn đề an ninh, đặc biệt là chống khủng bố và duy trì ổn định khu vực, là lợi ích chung của các chủ thể toàn cầu. Họ có thể giảm thiểu các mối đe dọa an ninh và thúc đẩy hòa bình trong khu vực thông qua những nỗ lực phối hợp. Hỗ trợ quân sự cũng đóng một vai trò nào đó. Khi Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ đề nghị hỗ trợ để nâng cao khả năng quân sự của Bangladesh, mặc dù sự hỗ trợ này nhằm mục đích tăng cường sức đề kháng của Bangladesh trước các mối đe dọa từ bên ngoài, nhưng nó cũng có thể gây áp lực, buộc nước này phải khuất phục trước lợi ích của các quốc gia hỗ trợ. Ngoại giao là một con đường khác được các chủ thể toàn cầu này sử dụng. Tham gia vào các nỗ lực ngoại giao cho phép họ vun đắp mối quan hệ với chính phủ Bangladesh, thúc đẩy lợi ích chung và giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, can dự ngoại giao cũng có thể dẫn đến những nỗ lực nhằm tác động đến việc ra quyết định của Bangladesh theo cách không nhất thiết phù hợp với lợi ích tốt nhất của chính nước này. Hơn nữa, các bên tham gia toàn cầu khác, bao gồm Liên minh châu Âu và các quốc gia vùng vịnh, cũng đang quan tâm nghiêm túc đến Bangladesh. EU, với tư cách là đối tác thương mại lớn nhất của Bangladesh, đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của đất nước thông qua thương mại và hỗ trợ sâu rộng. Mặt khác, các quốc gia vùng vịnh đã nổi lên như những nhà đầu tư nổi bật ở Bangladesh và trước đây đã cung cấp viện trợ quân sự. Trong khu vực vịnh Bengal, Bangladesh có thể gặt hái được nhiều lợi ích. Vùng nước này đóng vai trò là tuyến đường vận chuyển quan trọng và chứa trữ lượng dầu khí đáng kể.
Bangladesh có thể tận dụng các nguồn tài nguyên này bằng cách củng cố các cảng, tăng cường ngành vận tải biển và phát triển hơn nữa lĩnh vực dầu khí. Hơn nữa, vịnh Bengal tự hào có những bãi biển và hòn đảo tuyệt đẹp có tiềm năng lớn về du lịch. Bangladesh có thể thúc đẩy tăng trưởng du lịch bằng cách quảng bá vẻ đẹp tự nhiên này và đầu tư vào cơ sở hạ tầng cần thiết. Hơn nữa, vịnh Bengal có ngư trường dồi dào mà Bangladesh có thể khai thác bằng cách tăng cường ngành thủy sản của mình. Ngoài ra, vùng nước tương đối mới mẻ chưa được khám phá này có tiềm năng to lớn cho nghiên cứu biển. Bangladesh phải thực hiện các biện pháp chiến lược để bảo vệ lợi ích của mình ở vịnh Bengal. Thứ nhất, cần tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế để củng cố nền kinh tế và tăng khả năng thương lượng. Điều này liên quan đến việc thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện cơ sở hạ tầng và đào tạo lực lượng lao động lành nghề. Thứ hai, xây dựng quân đội vững mạnh là cần thiết để ngăn chặn xâm lược và bảo vệ lợi ích của mình. Bangladesh cũng nên tham gia vào các hoạt động ngoại giao đa phương, tích cực tham gia vào các tổ chức khu vực như sáng kiến Vịnh Bengal về hợp tác kinh tế và kỹ thuật đa ngành, BIMSTEC và Hiệp hội Hợp tác khu vực Vành đai Ấn Độ Dương, IORARC, để thúc đẩy các mục tiêu ngoại giao của mình. Hơn nữa, việc duy trì mối quan hệ cân bằng với các chủ thể lớn trên toàn cầu, đồng thời tránh đứng về bên nào trong các cuộc xung đột là rất quan trọng để ngăn chặn sự vướng mắc và thúc đẩy hợp tác. Bằng cách khai thác hiệu quả các cơ hội do vịnh Bengal mang lại và chủ động giải quyết cuộc tranh giành ảnh hưởng trong khu vực, Bangladesh có thể đảm bảo một tương lai thịnh vượng và an toàn. Những biện pháp này sẽ cho phép Bangladesh đảm nhận vai trò dẫn đầu trong việc định hình quỹ đạo của vịnh Bengal, đồng thời bảo vệ lợi ích của chính mình. Quý vị có thể thấy, vịnh Bengal đóng vai trò quan trọng về mặt địa chiến lược, kinh tế và quân sự đối với nhiều cường quốc trên thế giới. Việc kiểm soát và duy trì sự ổn định tại vịnh Bengal là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh, tự do hàng hải và phát triển kinh tế trong khu vực và trên toàn cầu. Càng có nhiều bên nhìn thấy vai trò và ý nghĩa của nó thì càng dễ dàng biến nó trở thành vấn đề mà các bên sẽ lao vào, tranh giành ảnh hưởng cũng như tạo vị thế. Câu hỏi đặt ra là Ấn Độ biến vịnh Bengal thành bệ phóng hạt nhân sẽ đem lại mối đe dọa gì tới Trung Quốc và Pakistan? Trung Quốc và Pakistan đang nằm trong tầm ngắm. Việc Ấn Độ biến vịnh Bengal thành bệ phóng hạt nhân mang lại nhiều ý nghĩa chiến lược, đặc biệt là đối với Trung Quốc và Pakistan. Thứ nhất, tăng cường khả năng tấn công hạt nhân của Ấn Độ. Việc triển khai tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân trong vịnh Bengal cho phép Ấn Độ tăng cường khả năng tấn công hạt nhân từ biển. Các tàu ngầm này có thể trang bị tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tăng khả năng tấn công hạt nhân từ nhiều hướng khác nhau, không chỉ từ đất liền. Tàu ngầm hạt nhân hoạt động ở vịnh Bengal sẽ khó bị phát hiện hơn so với các bệ phóng hạt nhân trên đất liền, giúp Ấn Độ có khả năng tấn công hạt nhân bất ngờ và duy trì một lực lượng tấn công hạt nhân sẵn sàng trong trường hợp bị tấn công hạt nhân đầu tiên. Ấn Độ đã phát triển tên lửa K-4 và K-15 có khả năng được phóng từ tàu ngầm và có tầm bắn xa đến 3.500 km và 750 km tương ứng. Điều này cho phép các tên lửa từ vịnh Bengal có thể bao phủ phần lớn lãnh thổ Trung Quốc và toàn bộ lãnh thổ Pakistan. Từ vịnh Bengal, các tàu ngầm mang tên lửa của Ấn Độ có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Trung Quốc, bao phủ các khu vực chiến lược như Tây Tạng và khu vực ven biển phía đông Trung Quốc. Điều này tạo ra áp lực lớn hơn đối với Bắc Kinh cho việc bảo vệ lãnh thổ. Sự hiện diện của tàu ngầm hạt nhân Ấn Độ ở vịnh Bengal mở ra một mặt trận mới trong chiến lược phòng thủ của Trung Quốc, buộc Trung Quốc phải xem xét lại và phân bổ nguồn lực quốc phòng để bảo vệ các hướng tiếp cận từ phía Nam. Trung Quốc có lợi ích chiến lược ở Ấn Độ Dương và vịnh Bengal. Sự hiện diện của tàu ngầm hạt nhân Ấn Độ ở khu vực này có thể tạo ra sự đối đầu chiến lược với hải quân Trung Quốc, gia tăng căng thẳng và khả năng xung đột trong khu vực. Các hoạt động quân sự gia tăng của Ấn Độ ở vịnh Bengal có thể tác động đến các kế hoạch kinh tế và chiến lược của Trung Quốc trong khu vực, bao gồm sáng kiến vành đai và con đường BRI, vì Ấn Độ có thể cản trở các tuyến đường vận chuyển hàng hóa và năng lượng quan trọng của Trung Quốc qua khu vực này. Đối với Pakistan, với khả năng phóng tên lửa từ tàu ngầm ở vịnh Bengal, Ấn Độ có thể duy trì một hệ thống răn đe hạt nhân hiệu quả hơn, giảm thiểu khả năng Pakistan có thể phá hủy hoàn toàn khả năng trả đũa của Ấn Độ trong một cuộc tấn công hạt nhân bất ngờ. Hơn nữa, sự hiện diện của tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân ở vịnh Bengal cho phép Ấn Độ tấn công Pakistan từ nhiều hướng khác nhau, làm phức tạp hóa kế hoạch phòng thủ của Pakistan. Tuy nhiên, động thái mạnh mẽ của Ấn Độ cũng mang lại một hệ lụy, đó là kích hoạt chạy đua vũ trang. Việc Ấn Độ tăng cường năng lực hạt nhân và triển khai tàu ngầm hạt nhân ở vịnh Bengal có thể kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực, khi cả Trung Quốc và Pakistan đều tìm cách tăng cường năng lực phòng thủ và tấn công của mình để đối phó với Ấn Độ. Sự gia tăng năng lực hạt nhân của Ấn Độ ở vịnh Bengal có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực Nam Á và Đông Á.
làm phức tạp hóa tình hình an ninh và chính trị trong khu vực. Thêm nữa, việc triển khai các hệ thống hạt nhân chiến lược của Ấn Độ có thể gây lo ngại cho các quốc gia khác và cộng đồng quốc tế, dẫn đến sự gia tăng các biện pháp ngoại giao và quân sự để đối phó với tình hình. Vậy thì Trung Quốc sẽ đối phó với Ấn Độ bằng các lá bài nào? Để đối phó với mối đe dọa từ vịnh Bengal, Trung Quốc có thể thực hiện một loạt các biện pháp quân sự, ngoại giao và chiến lược nhằm bảo vệ lợi ích của mình và duy trì cân bằng quyền lực trong khu vực. Một là tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa. Trung Quốc có thể tăng cường triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến như HQ-9B và HQ-19 để bảo vệ các khu vực chiến lược khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Ấn Độ. HQ-19 tương tự như hệ thống THAAD của Mỹ có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo ở tầm cao và tầm xa. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng có thể phát triển và triển khai các hệ thống radar cảnh báo sớm để phát hiện và theo dõi các tên lửa đạn đạo từ vịnh Bengal. Việc tăng cường khả năng giám sát không gian cũng giúp Trung Quốc chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc tấn công bất ngờ. Đồng thời, Trung Quốc có thể đẩy mạnh phát triển và hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của mình, bao gồm các tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM để duy trì khả năng răn đe hạt nhân hiệu quả đối với Ấn Độ. Trung Quốc có thể tăng cường năng lực của các tên lửa hành trình và tên lửa tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân để có thể tấn công các mục tiêu chiến lược ở Ấn Độ từ nhiều hướng khác nhau. 2. Là mở rộng hạm đội tàu ngầm hạt nhân. Trung Quốc có thể tăng cường sự hiện diện của hạm đội tàu ngầm hạt nhân trong khu vực Ấn Độ Dương để duy trì khả năng răn đe và phản ứng nhanh đối với các động thái quân sự của Ấn Độ. Các tàu ngầm lớp tấn Tuyp-094 có khả năng mang tên lửa đạn đạo hạt nhân và hoạt động ở các vùng biển xa bờ, đồng thời có thể tăng cường sử dụng các căn cứ hải quân ở nước ngoài như căn cứ Djibouti để hỗ trợ các hoạt động hải quân ở Ấn Độ Dương và vịnh Bengal, đồng thời tăng cường khả năng triển khai lực lượng nhanh chóng trong khu vực. Trung Quốc có thể tăng cường các hoạt động tuần tra hải quân và giám sát trên không ở Ấn Độ Dương và vịnh Bengal để theo dõi các hoạt động quân sự của Ấn Độ và đảm bảo an ninh cho các tuyến đường biển quan trọng của mình. Trung Quốc có thể triển khai các máy bay cảnh báo sớm và các máy bay sát ngầm để tăng cường khả năng giám sát và bảo vệ các vùng biển chiến lược. 3. Là tăng cường quan hệ chiến lược với Pakistan. Trung Quốc có thể tăng cường hỗ trợ quân sự và chia sẻ công nghệ quân sự với Pakistan để giúp nước này nâng cao năng lực phòng thủ và răn đe hạt nhân, đối phó với sự phát triển quân sự của Ấn Độ, cung cấp vũ khí và hỗ trợ huấn luyện. Trung Quốc có thể cung cấp các hệ thống vũ khí tiên tiến và hỗ trợ huấn luyện cho quân đội Pakistan, bao gồm các hệ thống phòng thủ tên lửa, máy bay chiến đấu và tàu ngầm, nhằm tăng cường khả năng đối phó với Ấn Độ, hoặc có thể thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn với Pakistan, bao gồm các cuộc tập trận chung, chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp các chiến lược quân sự nhằm đối phó với Ấn Độ. Trung Quốc có thể hỗ trợ Pakistan phát triển các căn cứ quân sự ở các vị trí chiến lược gần Ấn Độ để tăng cường khả năng răn đe và phản ứng nhanh đối với các động thái của Ấn Độ. 4. Là sử dụng sức mạnh trên mặt trận ngoại giao. Trung Quốc có thể sử dụng các kênh ngoại giao để kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực lên Ấn Độ nhằm ngăn chặn sự leo thang quân sự và giảm thiểu nguy cơ xung đột hạt nhân trong khu vực. Trung Quốc có thể tăng cường quan hệ ngoại giao và quân sự với các nước láng giềng của Ấn Độ như Nepal, Sri Lanka và Bangladesh để tạo ra một vòng vây chiến lược quanh Ấn Độ và hạn chế tầm ảnh hưởng của Ấn Độ trong khu vực. Ở góc độ kinh tế, Trung Quốc có thể tăng cường đầu tư và hợp tác kinh tế với các quốc gia láng giềng của Ấn Độ để gia tăng sự phụ thuộc kinh tế của họ vào Trung Quốc và làm giảm ảnh hưởng kinh tế của Ấn Độ trong khu vực, hoặc sử dụng các công cụ kinh tế như hạn chế thương mại hoặc đầu tư để gây áp lực lên Ấn Độ, buộc Ấn Độ phải điều chỉnh các chính sách quân sự và ngoại giao của mình. Nhìn chung, Trung Quốc cũng còn khá nhiều nước bài để chơi trong ván cờ với Ấn Độ. Tuy nhiên, thì mức độ thành công tới đâu còn phải xem Ấn Độ liên kết với các đồng minh của mình chặt chẽ tới mức nào và họ có chung lý tưởng đối phó với Trung Quốc mạnh mẽ cũng như thực chất hay không. Có một vấn đề chúng ta cần minh bạch đó là chúng ta không ủng hộ sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Việc sử dụng sức mạnh quân sự chỉ khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn. Đàm phán, giải quyết bằng ngoại giao và thượng tôn luật pháp quốc tế là con đường duy nhất để giải quyết những khác biệt.